đây bọn em toàn người yêu đàn sáo mà. Bạn áo xanh kia cũng tập chơi đàn như em kìa. Tập thì lâu rồi nhưng mà đang tập thì lại phải đi làm, thế là mình nghỉ tập. Em cũng thế. Ngày xưa em tập từ mấy hôm, đang tập thì lại phải đi làm. Cảm ơn nghệ sĩ Công Tráng.